Anh thanh niên hiên ngang ưỡn ngực cầm vali bước ra cửa. Anh ngồi xuống và bấm mật mã. Thông minh, thật là thông minh. Người thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu. Kệ ông ấy nói gì thì nói, cố lên anh ơi. Cuối cùng anh cũng mở được cái vali. Quả là người thành công luôn có cách mở vali riêng. Chắc gì đã biết chữ mà cứ cầm lên đọc như đúng rồi. Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Oh, yeah.